Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Dragon City. Mình là Thanh NC đây. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì mình sẽ chúc anh em một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và có nhiều thời gian để xem video hơn nữa nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì ở đây chúng ta đã nở ra một con mới, đó chính là một con mang tên là con Melted Dragon. Con rồng này có nghĩa là con rồng tan chảy. Và mình sẽ cho nó vào cái môi trường này, môi trường hệ lửa mới. Con này là con mới luôn đấy anh em. Hiện tại nó đang cấp 1 và mình sẽ được cộng thêm 450 cái điểm coin. Rồi, khá hay. Đe dạng cấp 1 của nó này. Và mình sẽ xem cái thông tin về con Melted này như nào nha. Chúng ta sẽ xem thông tin này. Thì thông tin của nó này, ngay từ khi nó được sinh ra ấy, thì con này, con rồng này luôn muốn trở thành một con rồng lửa. Thế quái nào rồng lửa ta? Nó rất là thích cái ánh sáng của mặt trời này, hoặc là cái gọi là cái magma, cái núi lửa ấy, magma của núi lửa ấy. Tắm trong cái magma của núi lửa cùng với bạn bè. Nhưng mà mỗi khi mà cái con này nó lại gần những cái mặt trời hoặc là cái dung nham ấy, thì nó, cái điều xấu nhất xảy ra nó sẽ bị tan chảy. Khá là hay nhỉ. Rồi ok, nó sẽ cho nó ăn lên nha và nó sẽ tiến hóa. Đây, anh em thể thấy không? Nó thật ra nó là một con rồng băng, nhưng mà nó muốn trở thành một con rồng lửa. Vì thế là ở trên này nó có một cái gọi là ánh sáng mặt trời đây, làm nó tan ra thành nước này, băng tan ra thành nước. Ok, chúng ta sẽ cho nó ăn nha. Để cho nó ăn một chút để nó lên cấp nào. Đây là cấp 1, đây là cấp 4, chưa tiến hóa nhở. Con này chắc chắn phải cấp 15 mới tiến hóa. Cấp 6, cấp 7. Đấy, đây là dạng thứ hai của con Melted Dragon. Nó là một con rồng epic. Mình sẽ cho nó lên cấp 15 nha, vì mình khá thích con này. Khá là tốn thức ăn đấy, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cần cho nó cấp 15 đã, tính sau. Đây rồi, đây là dạng tiến hóa thứ ba và dạng tiến hóa cuối cùng của nó. Nhìn rất là chất và rất là đẹp luôn. Ok, nó có khoảng 8.000 máu. Nó có một chiêu Snowstorm, sức mạnh là 1050. Chiêu lửa của nó là 1050 này. Chiêu nước là 650 và chiêu cào là 488. Rồi ok, chúng ta sẽ đặt tên cho này nha. Mình sẽ đặt tên nó là cái gì đây? Cái này mình thấy nó khá là đẹp. Nó là... mình tên nó là nước đá đi. Nước đá nó khá là dễ tan chảy. Nước đá. Nước đá đi. Chúng ta đặt tên nó là nước đá nha. Tên khá là hài. Rồi, xong chúng ta sẽ đi lấy thêm thức ăn nào. Ở đây, lấy thêm vàng chứ không phải thức ăn. Chúng ta lấy hết vàng chỗ này đã. Vàng chỗ này luôn. Để mình lấy thêm điểm coin, hình như là mình mắc điểm coin rồi phải. Và chúng ta sẽ không thể lấy được nữa. Mình sẽ phần phải đợi. Hiện tại chúng ta sẽ có 187.000 thức ăn đây. Chúng ta sẽ lấy hết vàng chỗ này đã nhá. Ok. Và chúng ta sẽ mở cái hòm ở đây. Cái này còn mấy miếng nữa sẽ hoàn thành nhờ. Lâu thế nhờ, xây mãi không xong. Còn tận 2 miếng nữa. Chúng ta sẽ cho một số con đi, con Vampire, Automix, Aqua King và Platinum. Cho đi nào. Đây ta sẽ có một con rồng mới đây, không biết con rồng gì đây. Ok, con rồng lại là con rồng Luminancer rồi. Rồi thì mình sẽ sinh sản hai con rồng ở trong này nha. Chúng ta sẽ sinh sản con rồng ở trong cái cuốn sách Pino. Chúng ta sẽ sản ra con Anstech và con Aurora đi. Anstech thì mình đã tìm hiểu rồi. Ok. Đây. Con Anstech sẽ lai giống từ con Steampunk và con Terra. Tại vì sao mình chọn cái này? Tại vì là nó chỉ yêu cầu cấp từ 15 đến 19 thôi. Cái này là yêu cầu cấp 20 cộng cơ. Và cái tỷ lệ ra của nó là 9%, có nghĩa là cao nhất trong cái này luôn đấy. Steampunk thì mình có. Steampunk nó cấp bao nhiêu? Steampunk hệ lửa. Con Steampunk này. Chúng ta sẽ tìm tới cái rồng nha. Tất cả rồng của mình này, hệ lửa trước. Hệ lửa đây. Chúng ta tìm tới con Steampunk. Nó đâu ta? Đây, Steampunk mình sẽ cho cấp 15 đã.
Tốn thức ăn quá. Nhưng vì sinh sản nha, phải cần phải làm thế. Đấy, Steampunk lên cấp 15 rồi. Mình sẽ cần thêm một con hệ Terra. Là con Bonzo đúng không? Đây, con Terra, con Bonzo đây. Con lửa và con Terra. Chúng ta sẽ cho sinh sản ở cái Ultra Breeding Tree. Lửa đúng không? Đầu tiên sẽ lửa trước. Theo đúng cái thứ tự mà cái sách hướng dẫn ấy. Cái này là cái công thức anh em nên lưu ý để ghi vào và nhớ nha. Đây là cái công thức tối đa rồi, tối ưu rồi. Không có công thức nào có thể là tốt hơn cái này nữa. Steampunk cấp 15 nha. Và một con Terra, con Bonzo. Đây, phía dưới cùng. Cũng cấp 15. Không cần Centauri nha anh em. 15 tiếng à, không biết sẽ ra không. Tiếp theo thì mình sẽ sinh sản một con nữa trong cái danh sách rồng của mình. Đó chính là cái con ở cái phần này. À, không phải cái này thì đã đấy rồi. Đó chính là cái con Aurora. Làm cách nào để sinh sản ra Aurora? Aurora còn khó hơn nhiều để sinh sản ra con này. Aurora thì chúng ta mình kiểm tra, mình sẽ xem con Aurora chưa. Aurora nó hệ gì nhỉ? Ok. Aurora điện. Chúng ta sẽ tìm tới con điện nhá, xem mình có chưa. Con điện là hệ điện đúng không? Đây, sấm sét đây. Aurora Fury Star Laser. Hình như chúng ta chưa có con Aurora thì phải. Toxic này chưa có. Ở đây thì con này còn khó lại hơn con kia nhiều. Và cái tỷ lệ của nó ấy, mình sẽ tìm cái loại nào mà nó 20 cộng này. 20 cộng thì mình sẽ không dùng. Mình cố gắng xem cái con nào có khoảng là 15 thôi. Đây, chúng ta sẽ có con băng hà và con ngọn lửa. Nó sẽ yêu cầu cấp 15. Con băng hà này thì mình cấp bao nhiêu? Băng hà hệ băng đúng không? Ồ, không có rồi. Glacial Dragon thì không có rồi. Toàn cấp 20 cộng thôi. Mê. Cách dễ nhất là con Double Flame và con cá đèn lồng. Cá đèn lồng thì phải cho lên cấp 20 thì nó mới có sinh sản được. Và nó sẽ cần cái Centauri cấp 1. Đấy, 4,55%. Chắc chắn là phải cho con cá đèn lồng lên cấp 20 rồi. Con cá đèn lồng này thì tốn thức ăn lắm. Cái này cũng rất là khó lai con này ra nha. Cá đèn lồng hệ nước à. Nếu mà chúng ta mình đang muốn để thức ăn để cho con kia nâng cấp lên một chút. Nhưng có vẻ là khó rồi anh em. Thật sự là khó rồi. Rồi mình cứ để tạm thời thế đã nhá. Mình sẽ lai giống sau vậy. Anh em nên hoàn thành cái quyển sách rồng này để lấy thêm game. Thưởng 10 game con này mà. Đấy. Và được tặng một con rồng mới mà không hề có ở trong cách lai. Và con này rất là khó. Đây, mấy con này thì đúng là không thể nào mà lai được luôn. Con Quest, con Steam này. Con Block, ôi nhiều con lắm anh em ạ. Đây toàn dòng đặc biệt thôi. Toàn dòng xịn thôi. First Arena này. Mấy con này thì cần phải... chúng ta sẽ được một con mới. Nếu mà chúng ta sẽ cho bọn này lên hết cấp mười mấy. Để yêu cầu cấp bao nhiêu? 5 trên 9 này, vẫn thiếu này. Hai con Arena chưa mở, mình còn thiếu bằng ngày con nữa. 1, 2, 3... Nói chung là còn 4 con nữa thì chúng ta mới sẽ được cái quyển sách ở First Arena. Second Heroic. Sưu tập đủ con này thì sẽ được một con Heroic khủng. Vãi thật. Royer con này là Epic à? Wow. Đẹp thật. Ok, chúng ta sẽ bỏ qua nha và chúng ta sẽ vào chiến đấu thôi. Chúng ta không thể book công được rồi. Lấy game này. Cái này sẽ tăng không được. Hết cái tăng rồi. Phía này thì chúng ta sẽ lấy thêm điểm ở trong cái vũ trụ đã. Ấn nhầm rồi ta. Cái này nạp game đúng không? Mình có nên nạp game vào không? 198.000 thì được 140 game này. Cái này điểm coin này. 500.000 thì được 7.000 coin. 2 triệu được 50.000 coin. Không đúng không? Không khả thi tí nào cả. Rồi ok, nó sẽ đi đường này đi. Thêm một cái hòm này. Open, mở ra.
một game và 4,4k. Tiếp tục có đi đường này thôi. Hòm gỗ mở ra nào. 7.000 này, 700 này, tiếp tục đánh. 7.000 thức ăn nữa. Và ta tấn công cái này luôn nha. Ok, khá là dài đấy. Chúng ta sẽ tấn công con Dracula trước. Mình sẽ lựa chọn một số con rồng ở đây. Nó chỉ cho chọn một con thôi đúng không? Thôi chọn một con cho con này đi. Con nó không khỏe lắm đâu, thật sự là yếu, team nó khá là yếu thôi. Ấy chưa, Dracula đẹp thế nhờ. Man, Aurora 13.000 chết luôn. Rồi ok, chúng ta đã được cái con này thì chúng ta sẽ còn 5 trận nữa để tiếp tục đánh. Mình sẽ gần được cái này thôi. Chúng ta sẽ còn 2 ngày nữa, chắc chắn em sẽ đấy con này rồi. Còn con này gần như là không thể. Quá là khó, quá là xa. Nếu mà ta nạp thêm thêm coin vào thì may ra mới thể đi được. Nếu mà nạp thêm coin vào thì tốn lắm. Nó sẽ mất khoảng 500.000, chắc phải 500-600.000 gì đó, khoảng 1 triệu coin. Này gần như không được rồi anh em. Rồi chúng ta sẽ vào chiến đấu thôi nhờ. Chúng ta sẽ vào đây và chiến đấu ở phần Electric tiếp. Ok, 17-10, mình sẽ dùng con mới luôn nha. Hệ Terra đúng không? Rồi mình sẽ lấy con cấp 23 này thì ấy có nhỉ. Thanh niên nó bên nó có cái gì? Rồi ok, mình sẽ bỏ con chú thể thiên hà đi một chút cũng được. Đầu tiên là Terra nước và lửa. Ok, không được rồi. Xem nào. Tiếp mình sẽ dùng con kia sau đi. Chúng ta sẽ cứ đánh đã tính sau. Con này nó cũng khá là khỏe, không coi thường được đâu. Đấy, Tsunami tôi biết ngay mà. Ok, chúng ta sẽ đổi sang con nào. Con này cũng được. Hoàng Kim, đánh lên. Một phát này, Warfish đấm xuyên tâm. 23.000 máu. Tinh tinh đối với tinh tinh em ạ. Chiều cùi có gì đâu, no dam em ơi. Con tinh tinh thì nó sợ cái deck gì nhỉ? À không, nó không sợ cái gì cả. Ok, nếu mà không sợ cái gì thì mình dùng con này. Đấm nó phát nào anh em. Aurora, một phát. Không chết ta. Châu phết nhỉ. Ấy da, 9.000 máu này. Ghê đấy, đánh đấy. Aurora, một phát nữa. 14.000 này em. Ok, có 10.000 thôi gì. Cho sẽ đổi con thôi. Bây giờ sẽ đổi con là nó có thể hạ gục được cái con tinh tinh rồi. Con tinh tinh nó tầm 30.000 máu ấy. À, nó 3 sao vàng. Mình có 29.000 và mình cấp 21. Một phát này 8.900. Mình cần phải lên được cái arena mới. Chúng ta cố gắng cày lên arena kim loại nha, để lấy mấy con rồng kia để mình hoàn thành cái bộ sưu tập mà. Hệ lá thì con kia có thể sốc đam phát trên luôn kìa, 30.000. Mà hoàn toàn có thể sốc ngược lại. Thôi, thứ nhất là đánh cứ bình tĩnh, không cần phải. Con thanh niên này cũng cày cấp cũng khá ngon. Họ cày toàn 3 sao vàng hết. 8.800 này. Ấy chà, ghê ta. Đánh đi. Nó có chiêu gì khắc chế mình không? Không có, may quá. Đánh đi, Poison Eevee. 9.800 à. Ui, gần chết kìa. Warfish đấm nó. Mày nhờ này. Xong. Cái arena ấy, nó còn 9 ngày nữa nó sẽ kết thúc cái sự kiện xếp hạng gì đó. Và nếu chúng ta đứng được ở trên cái phần kim loại thì chúng ta sẽ nhận được thưởng rất là ngon. 28, High Potter, ui, Rockstar. Thôi mình sẽ skip bằng 2.400 gold thôi. Đấy hay như nào dễ hơn. Con Force Dragon và con Infinity. Ui, giống vô cực kìa. Nghe chất vãi. Infinity Dragon. Từ từ nha, đổi không là nó sốc đam nó chết luôn này. Ok, Hoàng Kim lên trước. Hay thật, tên nghe chất vãi. Infinity Dragon, Hoàng Kim lên, Chúa Tể Thiên Hà lên. Và chiến đấu, tiến lên nào. Tiến lên. Warfish đánh nhau với con này. Trước tiên thì ta sẽ sốc đam nó đi. Sốc đam cho mày chết luôn đi. Có 3 sao bạc thôi á.
Xem lại mặt hàng thì anh cấp 23 rồi đó. Nó, wow, nó trâu thế nhỉ. Ôi, nó sốc đam ngược lại này. Wow, 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 wow. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó có hệ gì có thể ăn được mình không? Con kia là hai con mới kìa. Tìm nó ghê quá. Một phát này, đấm xuyên tâm. 10.000. Ui, có giống gì đấy? Ê, nhìn đẹp vậy. À, rồi rồi, con này thì mình biết nó là hệ gì rồi. Chúng ta có thể dùng con này để sốc đam. Đẹp nhờ. Người nó uốn lượn kìa. Con này là dạng rồng Trung Quốc nhưng mà nó là dạng kiểu gì đấy, con hình nó gì đấy. 19.000, nó là Legend, Legendary. Đây rồi, còn Infinity. Con không ai còn Infinity. Ok. Ở chiến binh Dios Thunder. Dios Thunder. Dùng. Không chết được ta. Nó. Ấy chà, 6.400. Đổi 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 con, đổi con. Đổi con nào. Tiến lên. 4.000 máu đúng không? Ngôi sao ánh sáng. Đánh mày. Tuyệt vời. 9.200. Mystical. Huyền bí. Chúng ta được thêm cái nữa nhưng mà nó 2 giờ nữa mình sẽ mới mở cơ. Còn Nightwin, ui, 38, 38 và 35. Wow, sợ thế nhở. Không thể tưởng tượng được là toàn con khủng này. 30 này, High Dream, Magma và con Pure Metal. À, sao được dùng được Pure nhở? Thế quái nào nó cấm Pua mà. Tại sao nó dùng được con Pua nhỉ? Mà rằng con Heroic của mình nó không được dùng. Đây này, anh em thấy không? Thế nhưng này sao nó hack à? Hay sao mà sao được dùng Pua nhỉ? Hư cấu vãi. Ơ à, thế quái nào nhỉ? Tôi vẫn không hiểu. À không, nó là xong cái môi trường khác rồi. Đây này, nó không phải là môi trường của mình nữa. 3.600 để next sang cái cửa khác. Uầy. Mê. Ôi, 1.000 thức ăn kìa. Oh man, trời ơi, đánh toàn hàng khủng thế này, đánh thế quái là được. Bây giờ sẽ mất một game để có thể là reset lại được anh em ạ. Và team này thì mình không ăn được rồi. Leviathan này, Petroleum này. À không, bọn này ăn được, bọn này VR. VR thôi, yếu lắm. Ok, ok, chúng ta VR. Nước, nước thì là sấm sét này. Rồi, chiến binh, tấn công thôi. Chúng ta đối đầu với con này. Bao nhiêu máu? No dam. Có 24.000 gì? Tôi tưởng cái gì? Ghê gớm. Ok ok. Chiều này đi. Nó có nước à? Aurora nào. Đừng có dùng nước là được. Đừng có dùng nước lên người anh là được. Mình sẽ cần 2 phát để đánh nó. Hay rồi. Stunning hit. Ui 8.000 đấy. Cũng chẳng phải yếu đâu. Tiếp theo là Petroleum. Bọn này khá yếu đấy. 14.000 máu. Lên nào. Còn Lehman 6.800 à? 6.800 rồi đúng không? Mình còn 17.000. Nó có lửa. À chà, không không sao. Con này không sao. Đánh tốt. Tiếp theo là 6.700 này. Ok ok. Rồi, chúng ta sẽ đổi con để tránh bị sốc đam và chết. Chiêu nào thì cũng được, chiêu nào mạnh nhất đây. Chiêu Rush đi. Có được 8.000 không? Hy vọng sẽ được 8.000. 10.000, đẹp rồi. Hay lắm. Tiếp theo là thanh niên gì đây? Petroleum à? Hệ nước kìa. May nó dùng đánh thường ấy. Hệ nước rồi, hệ nước, hệ nước. Đĩa Thunder nào. 30.000 máu là ít. 30.000 máu không? Đấy. Vừa tròn 30.000 máu, mình đoán mà. Thì mình vẫn rất là khỏe khi đấu đầu với những người này. Claim này. Bên này sẽ High Titan, High Tension, High Titan và Strong Dragon. Khỏe nhê. Kinh hoàng. Skip rồi, skip rồi. High Star,
hai queen và hai tech. Ui trời, toàn hai thôi. Tại vì là cái môi trường của nó không phải là môi trường hệ điện giống như mình. Cái arena ấy nên đã sử dụng được những con này. 3.600 này. 33, trời ơi toàn con khủng như thế này. 30 skip nốt nào. 25 này, legend này. Wow, toàn chiêu này thì không ăn được rồi. Được rồi, chúng ta sẽ nên tạm thời dừng lại đã, toàn team khỏe lắm. Kinh dị. Mình cần phải nâng cấp cái team của mình lên. Chúng ta sẽ để dành thức ăn nha, cho tối đa cho mấy con kia nó ăn đã. Chứ cấp này không thể nào mà chiến được với mấy cái bọn này. Nó quá là khó rồi. Nó có bán thức ăn không? Thức ăn giá rẻ không? Lần trước nó thức ăn giá rẻ thì mình không mua. 150 game mới được có 560.000 thức ăn này. Ok, chúng ta có thể xây cái môi trường. Ok, xây cái building. Cái này thì nó sẽ tăng 20% more Terra Crystal, hệ đất. Hệ Terra, mình nên cần xây cái này này. Để nó các cái môi trường khác nhau ấy, nó tăng vàng hơn, tiếp mình sẽ xây. Ok. Và nó sẽ vào đây và chiến đấu cái phần đấy thôi. Phần Liquid nào, chiến đấu. Hai trận đúng không? Để mình lấy thêm game thôi. À đúng rồi, mình còn chưa chọn con mới nha anh em. Cho chọn mới cho anh em xem chứ nhở. Mình quên đấy. Nước cái gì, có gì đâu. Ok. Routing spell. Mình sao cũng nhanh con này. Ơi trời, ấn nhầm rồi. Chưa chịu yếu. Waste có 7.000. Hai Titan. Nhìn có vẻ ghê đấy. Nhưng mà đối với anh là mũi thôi. Một đứt cột điện thôi. Tất cả chiêu thức đi học hết rồi đây. Nó sốc đa nhau một cái. Típ mặt. Terra. Terra con này mình sốc được chết luôn. 3.800. Astro hit. Sốc đam nó. Một phát này. Tiếp theo. Con to. Chiêu lửa nổ. Bùm. 7.000 đúng không? Rồi, mình muốn sốc đam không? Bao nhiêu máu anh cũng chơi hết nhá. Sốc cho 3 phát chết luôn. 3 con. Mà một con 25 ấy chứ, có phải yếu đâu. Claim này, đây, mình sẽ chọn con khác vào nha. Rồi, ok, bỏ con 21 ra này. Con mới của mình là con con gì nhở? Đây, con nước đá đây. Ấy, nước đá. Nhìn đẹp vãi và nhìn rất là chất luôn. Con nước đá. Tiến lên nào, nước đá anh ơi. Rồi, con cấp 25. Chúng ta đánh thường thường nó thôi, xem nó có chết không. Xong để con nước đá tấn công phát nữa, cấp 15 đấy. Nước đá không dễ chết đâu. Đấy rồi, thời cơ đến rồi. Đánh cả ngày. 7.000 thôi đúng không? Đâu rồi, nước đá đâu rồi, em ơi tiến lên. Đấy, em nước đá rồi. Chiêu mạnh nhất của nó là chiêu gì? Power Snowstorm. Wow, nó thổi lửa à? Thổi ra cái ánh sáng mặt trời chứ mày thổi lửa. Cấp 20 mà 10.000 á. Mình không có chiến binh nhỉ? Có chiến binh thì mình cũng đánh được nó đấy. Rồi ok, kệ không sao. Dùng chiêu lửa, thổi lửa này. Ấy, tụ tập năng lượng mặt trời lên trên lưng xong mà bắn. Chiêu Terra 3.600. Đánh đi. Chiêu này, chiêu cắn này. Chiêu cào cấu này. 2.500. Rồi, tiếp tục lửa 3.840 máu. Rồi ok, chết thì thôi, vấn đề gì đâu. Chúng ta luyện cho con trâu này, con Legendary Slayer. Legend Slayer. Tiếp theo anh em kia lên đi. 21 rồi. Routing spell. Chà. Không đam này. Thế thôi gì, Aurora này. Một hit. 13.073 máu. Khá là nhanh và đơn giản thôi. Ok, và chúng ta sẽ được thêm 3 viên game nữa. Thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.